Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kỹ thuật trồng bí hồ lô vào những cái tháng mưa nha các bạn. Tại vì gần đây thì có một số anh ở Đồng Nai thì cũng có điện thoại hỏi mình về kỹ thuật trồng bí. Hôm nay thì mình đang trồng một cái mô hình mà nay nó cũng ra bông các bạn, sẵn thì mình quay mình chia sẻ cho mọi người về kỹ thuật trồng bí hồ lô làm sao mà cho nó giảm cái chi phí nhất nha mọi người ha. Thì thật chất các bạn trồng bí vào những cái tháng nắng thì nó sẽ là hiệu quả hơn những cái tháng mưa. Nhưng mà cái tháng mưa mình trồng các bạn thì nó sẽ là giá cao hơn nha mọi người ha. Thông thường thì những cái tháng nắng nó từ là 4.000 cho đến 5.000 là một ký thôi. Còn những cái tháng mưa các bạn có thể là lên từ là 10.000 hoặc là 12.000 một ký cho cái bí hồ lô này nha mọi người ha. Cũng rất là ok luôn. Thì do đó những bạn mà nào mà trồng bí hồ lô thì các bạn nên tham khảo cái video của mình ha. Thì rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nói về giống nè. Thì ở đây thì các bạn nên chọn những cái giống kháng bệnh, đặc biệt là cái giống là 59 The Dream của Đồng Tiền Vàng nha mọi người ha. Các bạn nên chọn cái giống đó là vì nó kháng bệnh, tuy rằng nó hơi mắc á, nhưng mà các bạn nên chọn những cái giống đó để các bạn trồng ha. Thì đối với 1.000 m² thì các bạn chuẩn bị cho mình là từ 6 cho đến 7 bịch là 100 hạt nha các bạn ha. Thì các bạn mua khoảng nó tầm đó. Về kỹ thuật các bạn thì như ở đây thì các bạn cũng có thể là thấy được nè, mình cái khoảng cách mà từ cây cách cây các bạn là nó phải từ là 6 tấc nha các bạn ha. Còn đối với mà hàng cách hàng thì ở đây thì mọi người cũng có thể là thấy được là ở đây thì là cái hàng cách hàng của mình là khoảng đâu là gần 5 mét nha mọi người. Ở đây là 4 mét mấy nha, gần 5 mét á. Ở đây thì mình có trồng hàng đơn có, rồi trồng hàng đôi cũng có luôn nữa nha các bạn ha. Nhưng mà thông thường thì các bạn là nên trồng cái hàng đơn thì nó sẽ hiệu quả hơn nha các bạn ha. Hàng đôi thì cũng được nhưng mà nó kiểu như là nó chằng chịt quá nha mọi người. Còn đối với chèo ở trên cái bí hồ lô này thì các bạn có thể là lấy từ 4 chèo. Nói chung là tùy ăn thua vào khi mà mình hợp đồng lái thôi. Tại vì trước khi mà mình trồng các bạn thì mình sẽ liên hệ với cái thằng lái mua trước, mình hỏi nó là thích lấy cái trái bí là một ký mấy hay là khoảng đâu là từ 7-8 lạng. Nếu như là 7-8 lạng thì chúng ta sẽ lấy là 4 chèo ha. Còn nếu như là khoảng đâu là trên 1 ký thì chúng ta sẽ lấy cái chèo của nó là từ 3 chèo nha mọi người ha. Đặng cho nó tập trung dinh dưỡng là nó nuôi trái đó. Thì trái nó là mới bự nha mọi người. Nhưng mà thông thường thì giống Đồng Tiền Vàng này thì trái nó cũng khá là ok nha mọi người ha. Ở đây thì mình chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề là giống cũng như là cái vấn đề về kỹ thuật. Vào những cái tháng mưa này các bạn thì các bạn trồng bí cái giai đoạn mà nó từ 5 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi nó rất là dễ bị thung ngọn luôn, do bọ trĩ nó tấn công, với hai nữa là nó chết nhát. Đối với cái bọ trĩ tấn công này thì các bạn là nên xịt là định kỳ ha, là từ 5 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi thì các bạn cứ khoảng đâu là 6 bữa các bạn xịt cho nó một lần nha các bạn ha. Các bạn xịt thằng Confido nha, là chuyên trị là bọ trĩ ở trên bí luôn. Đó thì các bạn có thể là mua cái dòng thuốc đó để các bạn xịt. Còn đối với mà các bạn phòng lỡ cổ rễ mà chết dây á thì các bạn có thể là sử dụng thằng Alias nha, để mà mọi người xịt cho nó, của công ty Baye đó. Nói chung là cái loại đó là rất là hiệu quả luôn, các bạn có thể mua các bạn xịt. Ở đây thì mình giới thiệu cho các bạn hai cái loại đó. Và ngoài ra thì nó cũng có bị sương mai nữa nha các bạn ha. Mà cái giai đoạn mà nó khoảng đâu là 30 ngày tuổi đó, bắt đầu là nó có thể triệu chứng là nó sương mai. Sương mai ở đây thì các bạn có thể sử dụng thằng Max Hero để các bạn làm xịt cho nó ha, cũng khá là ok luôn. Mà cái loại Max Hero này thì các bạn không có cộng được nha, những loại thuốc bạn khác thì bạn cộng, nhưng mà thằng Max Hero với cái thằng Alias là bạn không có cộng được, các bạn chỉ xịt độc quyền một loại thuốc thôi là được nha. Ở đây thì mình quay cái mô hình trồng thực tế cho các bạn xem luôn đó, thì các bạn cũng có thể là thấy được nè, hàng cách hàng cũng như là cây cách cây luôn nha mọi người ha. Và ở đây là mình trồng bò đất, là mình trồng nó sẽ là năng suất hơn là mình trồng ở trên vàng nha các bạn. Cái lý do là khi mà nó ra được những cái tán chèo thì những cái chèo là nó có cái rễ ở bên dưới thì nó sẽ ăn dưới đất hơn, thì nó giúp cho cái dinh dưỡng nó nhiều hơn và nó sẽ ăn dai hơn nha các bạn ha. Còn về phân mà để bón thúc ở trên cái bí hồ lô này thì các bạn nên chọn những cái dòng phân mà dễ tan ha. Còn nếu như là các bạn chọn những cái dòng phân mà khó tan thì các bạn có thể là ngâm trước. Thì ở đây thì mình ưu tiên cho phân là 20-15 nha các bạn ha. Cái loại mà phân ba màu vừa có đạm và kali và lân nha mọi người. Đó thì đó thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Rồi thì hôm nay thì mình chia sẻ nhanh cho mọi người như thế thôi nha. Các bạn có câu hỏi gì cứ bình luận bên dưới video của mình sẽ tranh thủ mình trả lời nha. Rồi mình xin được mến chào.